Thưa quý chị và các bạn, Lý Sơn nằm cách đất liền 15 hải lý. Từ một huyện đảo nghèo nàn lạc hậu, 10 năm qua, ánh sáng từ điện lưới quốc gia đã đánh thức tiềm năng và thế mạnh của đảo Lý Sơn, tạo nguồn động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, giúp thay đổi đời sống của hàng chục ngàn người dân sinh sống trên đảo. Cuối tháng 9 năm 2014, dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm được khánh thành. Kể từ đó, đời sống của người dân nơi đây bước sang trang mới. Những tiềm năng lợi thế trên đảo được khai mở, nhất là dịch vụ du lịch và nông nghiệp. Huyện Lý Sơn đã phát triển được hơn 300 hectare đất sản xuất nông nghiệp. 70% cánh đồng hành tỏi trên đảo đã được kéo điện thắp sáng và bơm nước tưới. Trời nắng nóng này bà con thì cứ 3 giờ chiều mình ra đồng mình lượm về khuya hơn chứ. Cho nó mất cái điện thì nó cũng sướng hơn hồi trước. Phấn khởi hơn chứ. Đây mà cái cánh đồng này chưa có cái nguồn điện mát gió thì bà con dùng cái lưỡi má để đi dây chạy bùng vào. Rồi gắn một tờ trả thì nói chung là bà con thấy nó hết sức là vất vả. Là lúc khi mà sử dụng tưới tiêu là một coi là cái đầu tư cho cái chi phí mà xuất sức thì cái dùng cái mát để dây nó chi phí nó cao hơn. Điện lưới quốc gia cũng đã trở thành bước ngoặt mới đối với ngành dịch vụ du lịch của Lý Sơn. Trước đây rất ít du khách đến với Lý Sơn do thiếu hạ tầng du lịch, thiếu nước ngọt, thì nay lượng du khách tìm đến Lý Sơn ngày càng đông. Toàn huyện hiện có 133 cơ sở lưu trú với gần 1.070 phòng đảm bảo phục vụ trên 3.000 du khách. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở huyện đảo. Nó đã phục vụ rất tốt cho công việc mà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian 10 năm qua. Và đến nay thì cái tỷ lệ sử dụng điện của Lý Sơn chỉ 35% thôi, cho nên cái công suất mà mới sử dụng hết 15 megawatt thì nó cũng là một cái câu chuyện là cái tải điện của Lý Sơn đây là còn phục vụ rất lớn cho cái việc mà phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thì từ những nhà đầu mới khoảng trở tầm 7 trạm, đến nay thì tên toàn huyện đảo đã 38 trạm với tổng dung lượng khoảng trên 9.000 kVA. Thì đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng phát triển của dân, tuy nhiên thì bán chính cấp điện cũng ngắn lại thì làm cho đất lượng điện ổn định tốt hơn và cái độ tin cậy của cấp điện tốt hơn. Nghị quyết số 26 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành trung tâm du lịch biển đảo. Với hạ tầng điện được đầu tư trên đảo sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, để Lý Sơn trở thành viên ngọc sáng giữa trùng khơi.